Trời, máy cày đó bán không? Dạ bán luôn rồi. Giá bao nhiêu vậy? Con này giá tầm cỡ 50 triệu. 50 triệu hả? Dạ. Hả? Dạ 50 triệu, 2 cầu nha. 2 cầu siêu bao ra FB19, BF19F mà có 50 triệu. Vàng sới tính sao? Đầy đủ hết. Đầy đủ hết mà có 50 triệu à? Hả? Mới á. Hả? Thì đúng rồi, đời mới này vàng giao đã chưa? Khóa luôn. Hả? Khóa luôn anh. Còn sao? Xe này ý là đời mới. Tắt máy bằng điện á. Dạ. Đâu coi chiếc xe này chút coi. Hả? Ê, vòng vòng chiếc xe này đi. Đã quá à. Lên ghe coi. Xe nổ không có miếng khoái. Đây cái đồng hồ máy. Tua máy. Tua máy, đồng hồ tua máy. 2.000 đó. 3.000 tua. 3.000 tua. Mát luôn hả ta? Mát luôn á. Maximum luôn ta. Chạy được bao nhiêu giờ rồi? Chạy được có 701 giờ. Trời ơi. Có 701 giờ. 701 giờ. Xe này xài ít lắm. Ủa có 5. Trời ơi, có 50 triệu máy. Có 50 triệu ra mua máy bằng chìa khóa luôn anh. Ra mua chiếc này cho sướng, đẹp quá ha. Dạ. Ba máy nó mới. Đó, đó. Đây, qua máy rồi. Qua coi, cái máy coi. Nó nằm bên đó anh. Ha. Máy nằm bên đây nè. À. Quay cái máy cho anh em xem. Ồ, chưa rửa chưa vậy hả? Ồ, chà máy này mới. Quá tuyệt vời ha. Bình quá nước ung chưa rửa chưa gì luôn. Dạ. Bình rin theo xe luôn hả? Dạ, bình rin theo xe luôn anh. Ung ghê ta. Máy đồ này đã ghê ta. Ép chưa có dấu xả gió luôn xe này. À. Cái thằng này nó xài số điện hay số cơ? Dạ thằng này nó xài số cơ anh. À. Còn cái dàn điện này để làm gì? Dạ cái đó là bên thủy lực ở không sao. À. Bên đuôi. Cái thằng này bên dạ. Bền lắm. Bên điện mà nó bền. Điện thì có bao giờ hư, anh nói thiệt. Ô cái dàn đuôi sới này rin luôn hả? Dạ nó rin về nó đi theo nguyên. Kể cả cái đó luôn. Dạ đúng rồi. Kể cả cái hai cái ben đồ này nọ dạ, luôn. Đúng rồi, nó về nó rin hết vậy luôn. À. Nó còn mấy màu hết luôn nè. Láp đồ rin luôn. Đó, đồ nó còn mấy màu hết luôn. À vậy hả? Đã ha. Dạ. 50 triệu là cả dàn số này luôn rồi, dàn sới luôn rồi. Quá rẻ. Rẻ đẹp, 50 chai. Rồi, có bạn nào mua thì mình để số điện thoại ở trong phần mô tả video nha các bạn nha. Các bạn vào đó xem, vô bấm vào hình tam giác kế bên tiêu đề là sẽ có cái phần mô tả video. Vào đó xem các bạn nha. Rồi, mình chào các bạn.